Hàng về hôm nay, chúng ta có một số sản phẩm đã được thi công xong và có hai món quà cuối video dành cho anh chị. Cảm ơn anh chị theo dõi video cùng Vàng Tahi Phạm. Xin chào tất cả anh chị. Hôm nay là một cái video tôi quay vào buổi tối. Tôi giới thiệu qua một số sản phẩm mà bên văn phòng của Tahi Game mà chúng tôi vừa mới thi công xong. Thì nó có một vài cái đơn hàng thôi. Hôm nay thì buổi sáng nay chúng ta đã có 3-4 đơn rồi. Buổi chiều này ta có 3 đơn nữa. Tổng hôm nay chúng ta có 6 đơn. Đây là những cái đơn hàng mà những khách hàng đặt từ trước. Và chúng tôi xin thông báo với anh chị là hiện tại thì chương trình của chúng ta hiện tại là vẫn hoạt động bình thường. Nhưng mà do cái dịch ở Hà Nội cái thời điểm này đang bùng phát. Hôm nay là ngày mùng 9 tháng 3 năm 2020. Đó, mùng 9 tháng 3 năm 2020 chúng ta có 30 ca dương tính với Zikona rồi. Thế nên tôi xin phép anh chị là tôi sẽ không tiếp khách tại nhà riêng, tại văn phòng nữa. Mà tất cả sản phẩm chúng ta đều chuyển phát anh chị nhé. Tôi sẽ không tiếp khách trực tiếp ở đây nữa. Chị rất là thông cảm. Khi dịch nó lắng xuống, chúng ta bắt đầu chúng ta hoạt động nó bình thường hơn. Và đây là một những cái sản phẩm mà đã thi công được cách đây đặt hàng được khoảng 7 ngày rồi. Bây giờ bắt đầu có nhá. Và sắp tới ngày nào anh chị yên tâm, tất cả xưởng vẫn hoạt động bình thường. Nhưng tôi không tiếp khách tại chỗ nữa để đảm bảo an toàn cho chính anh chị và cũng cho nhân viên chúng tôi nữa. Và cảm ơn anh chị rất nhiều. Trong video này thì tôi có hai món quà giá cũng là tương đối hợp lý để dành cho anh chị nào mà theo dõi tôi thường xuyên. Đó, xin chào anh chị, chúc anh chị một buổi tối thật nhiều niềm vui. Tôi Tahi Phạm ở kênh Vàng Tahi Phạm. Rồi, chào anh chị. Hôm nay chúng tôi có những cái sản phẩm sau. Thứ nhất là một viên peridot tự nhiên. Tiếp theo là một cái nhẫn peridot có 9 viên đá vừa rồi. Thứ ba là một viên ruby tự nhiên. Tiếp đó là một cái mặt ruby nữa nhá. Một viên sichin vàng. Một nhẫn sichin vàng. Đấy là những cái sản phẩm mà tôi hoàn thiện xong trong ngày hôm nay. Đầu tiên là chúng ta có một cái mặt bằng ruby tự nhiên làm cái 5 con rơi cầu tài. Cái này chính là một trong những cái nhân tố đem lại tài lộc cho con người. Nhưng hiện tại thì nó đang đem lại virus Zikona COVID-19. Đấy, chính là trên loài rơi anh chị nhá. Anh chị nào mà có thói quen ăn thịt rơi hoa quả như tôi ngày xưa, tôi cũng rất thích ăn rơi hoa quả. Nhưng bây giờ thì anh chị hạn chế lại nhá, không được sử dụng nó. Đây là một cái mặt dây chuyền bạc. Tất cả sản phẩm bên tôi đều thiết kế 3D. Đây là chữ phúc này anh chị này. Làm rất gọn gàng và tỉ mỉ. Sản phẩm này tôi làm cho anh bạn khách hàng tôi ở bên Nhật Bản. Đây là sản phẩm một viên ruby tự nhiên. Chi phí sản xuất sản phẩm này tôi chưa được báo cáo, đâu đó nó rơi vào tầm khoảng 5-6 triệu gì đó. Thì tôi sẽ báo lại cho anh chị sau. Theo xuất hiện ngày hôm nay đó là một cái nhẫn bằng đá màu xanh. Rất là đẹp và rất là bắt mắt. Cái màu xanh này thì anh chị có thể thấy là gặp rất nhiều rồi. Và khi tôi không có giới thiệu thì anh chị cũng biết đó là peridot đúng không? Peridot, viên peridot. Viên đá này là viên đá mà tôi đã bán khuyến mại trong chương trình trước mà anh chị, một cái bạn Nhật may mắn, bạn ấy đã mua cả hai, đây là hai sản phẩm của bạn đấy này. Cả hai sản phẩm luôn, đều là sản phẩm của bạn bên Nhật nhá, bạn ấy đặt hàng. Đâu đó chi phí sản xuất của bạn hai cái đơn hàng này nó rơi vào tầm 21 hay 2 triệu gì đó. Đây thì chúng ta cũng có một viên ruby tự nhiên ở đây. Logo Victory. Có Mercedes. Thì đây là anh chị hình dung, anh chị nào mà chơi đi xe ô tô á thì logo Mercedes này nó thuộc dòng hiện tại bây giờ là mọc Mercedes C250 và Mercedes E200 và E200 Exclusive. Rồi một đời nữa có thể có là dòng S, tất cả dòng S đều dùng logo này. Như con xe của tôi sắp lấy
thì nó không dùng logo này, nó dùng logo thể thao. Tôi rất thích mẹt tại vì là nó đem lại sự an toàn, đây là điều kiện cao nhất trong cái nhu cầu sử dụng xe của tôi. Bây giờ có thể chúng ta có thể thấy là có đen đủi đến mấy, có thể là phá sản, có thể là bị ruồng bỏ các thứ, nhưng đừng có mất mạng. Cái gì cần sự an toàn chứ nhá. Ok, sản phẩm tiếp theo muốn giới thiệu anh chị là một cái nhẫn này. Tôi đeo lên thì số tay của tôi cũng khá nhỏ hơn tay của bạn đấy. Đây là một trong những phần đặc trưng của bên kênh và tay phạm của chúng ta, đúng không? Anh chị nhìn phát là nhận ra luôn. Và sản phẩm này được làm bằng vàng Tahigem 14K583, 58,3% vàng. Rồi chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo. Anh chị luôn, cái sản phẩm này là trị giá là 16.720.000 cho nó viên đá này, giá cực rẻ. Bình thường một viên đá mà to cỡ như này mà đẹp thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 10 triệu rồi. Ok nhá. Sản phẩm tiếp theo của chúng ta đó là một cái biến thể của Victory. Đây là một cái nhẫn Sichin vàng thiên nhiên và tổng trị giá sản phẩm này là 21.888.000. Với những cái số tiền lớn như này chắc chắn nó sẽ là 18K750 rồi. Đây, tuổi vàng đây. Đây là một chữ T và một chữ K. Đây là biến thể của mẫu Tahigem anh chị nhá. Đây, bản chất nó là cùng một mẫu này đi ra này. Thay đổi lại thiết kế. Và bạn khách hàng này của tôi chỉ cần một viên đá tự nhiên thôi. Bạn ấy không yêu cầu kim cương hay gì khác. Nhưng tôi sẽ làm cho chị, cho bạn ấy và chúng ta có lót lòng. Nhu cầu mỗi anh chị khác nhau nhá. Đây, tôi sẽ đeo thử viên đá này lên cho anh chị xem. Đây là viên đá tự nhiên, Sichin vàng tự nhiên. Hàng này của Africa anh chị ạ. Đó là những cái sản phẩm mà tôi đã xử lý xong trong ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta có hai đơn hàng đúng không? Sáng nay có một đơn khoảng gần 70 triệu rồi. Hôm nay chúng ta có một đơn đấy, cũng quanh quanh khoảng 3-40 triệu gì đó. Rồi, cảm ơn anh chị rất nhiều đồng hành chúng tôi. Quên mất là mỗi chương trình video tôi có quà tặng cho anh chị. Thì ở đây hôm nay tôi sẽ có một món quà cho anh chị nhá. Giá rẻ nhá. Một viên pe đốt màu đậm. Để tôi cho anh chị xem bên đá này. Đây là bán rẻ cho anh chị nào mà may mắn nhá. Viên pe đốt này màu vàng trà anh chị nhá. Nó không phải màu xanh. Đây, màu nó khác cái màu này, hai viên màu khác nhau, màu vàng trà. Viên đá này thì tôi sẽ giao cho anh chị là may mắn với giá là 1.680.000. Anh chị nào muốn thích viên đá này thì có thể sử dụng để làm nhẫn nhá. Thì báo với tôi, gọi trực tiếp cho tôi và chuyển khoản, tôi sẽ cần đặt cọc để làm nhẫn. Tôi lau đi cho anh chị viên đá này rất là đẹp. Đây, tôi đã lau sạch rồi đây anh chị. Cực kỳ sáng. Quay lại cho nó đẹp dài nè. Rồi. Tôi sẽ đo kích thước luôn cho chị xem nhá. Cái đá này thì ước chừng chiều ngang sẽ khoảng hơn 7 ly. Ồ, 9 mm anh chị ạ. Chiều ngang này 7 ly, mình đoán siêu thật. 7 x 9 nhá, thần tài nhá. 1.680.000 dành cho anh chị nào may mắn trong ngày hôm nay. Bình thường với cái thước viên đá này sẽ được bán với giá khoảng 3.200.000. Rồi ok, sản phẩm đầu tiên nhá. Hôm nay tôi có hai món quà cho anh chị. Cái này thực ra thì không phải bán rẻ đâu, hôm nay muốn khoe cho anh chị thôi. Đó là một cái siêu phẩm nằm trong đây. Thì hôm nay tôi tự nhiên thấy nằm trong góc tủ, tôi lấy cho anh chị xem luôn. Đây là một viên
thuộc Berin. Và nó là aquamarine anh chị ạ. Màu này cực kỳ đẹp. Thì là một viên màu đậm. Đậm nhất mà tôi thấy trong tủ của tôi đấy. Cực kỳ đậm và sáng. Đẹp, viên này thực sự đẹp anh chị ạ. Quá đẹp luôn. Rực rỡ. Viên đá này tôi sẽ bán với giá hữu nghị cho anh chị vì giá 5,2 triệu. Anh chị nào muốn làm nhẫn thì liên hệ với tôi. Sử dụng viên đá này luôn nhá. Làm cho nữ cũng quá tuyệt vời luôn. Làm cho nam thì rất là hợp. Nữ chúng ta sẽ đẩy một cái chấu bốn cạnh lên. Kích thước viên đá này tôi đo cho chị luôn này. Chiều ngang này 6,5 ly. Chiều này chắc cũng 6,5 ly. 6,5 ly, 6,4 ly. Ok. Đẹp, viên đá này rất là đẹp và trong. Những viên Berin màu sắc như này có giá trị rất là cao anh chị ạ. Giá cực đắt. Nếu mà nó to hơn một chút nữa thì nó đậm màu lên lắm. Đây là những cái viên đá đặc biệt mà tôi muốn dành để chiên cho anh chị. Ruby, những viên này ta sẽ giới thiệu sau. Rồi, cảm ơn anh chị rất nhiều. Tôi là Tài Phạm của kênh Vàng Tài Phạm. Anh chị hãy đăng ký kênh, theo dõi chúng tôi được nhiều hơn. Xin chào và tạm biệt.